quá. Ok. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Android vs PC game nhá. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục với game Limbo. Ok thì không nói nhiều, chúng ta tiếp tục với game luôn. Bật mic âm lên. Game này cứ phải có âm nhạc, nó cũng chả phiêu mấy đâu. Ok. Ok. Mà trước chúng ta đã đi đến đây rồi. À đâu, đủ đủ cái này làm gì? Tôi vừa khám phá ra cách chơi rồi. Cái đoạn này tôi vừa biết chơi rồi. Qua. Lên. Nhảy. Ôi không kịp, vậy. Tôi nhảy lại. Chúng ta phải căn, nhảy đây xong rồi căn. Không kịp đó. Nào. Đẩy này xuống. Ôi quên. Nhầm rồi. Kệ. Lại. Để lại. Đúng là căn cho cái đấy nó chạy lại đó. Nóng quá. Trời bên ngoài đang mưa đây. Em của quá khứ rồi. Cách mẹ đi, ăn lồn chứ. Rồi. Căn đã. Thủ lao rồi. Rồi đi lên. Ê chết quên rồi. Mẹ bỏ mẹ tôi rồi. Chưa kéo cái xe ở bên này ra rồi. Đó kéo cái xe ra không mình xác định. Định đứng kia đó. Ừ. Từ lại phải qua bên kia kéo cái xe lên đã. Tức vãi, quên kéo cái xe rồi, mãi mới lên. Từ kéo cái xe này ra giữa này xong mình nhảy xuống. Đó, nhảy xuống xong mở ra là mình chạy ra luôn. Ok. Rồi lên lại. Rồi kéo đủ lại. Đoạn này khó khăn phết đấy. Nhanh nhảy lên rồi căn cho nó chạy về đây đó, nhìn như khủng long quá nhỉ mày ấy con. Rồi đẩy xuống thì quá rồi, gần qua rồi. Ôi vai không kịp lại. Ê ngủ rồi. Cái này tao qua rồi này. Kéo cái xe ra đây. Còn đi qua này, mình chạy lên trên kia mình kéo xuống. Ôi căn ngồi đây căn. Vừa nãy mẹ căn không kịp. Thơm đấy. Hai thù là thơm nhỉ. Để xuống. Thì quá. Con điều khiển rồi. Mày đã bị dù rồi. Rồi qua rồi. Ngon. Rồi chạy nhanh qua đây. Con nhanh qua đây. Đúng rồi, hút mẹ có ngày chết sớm. Rồi. Qua rồi. Mày điên. Mày thanh niên thế nào không? Mình đang chơi game mà. Thấy chưa, mẹ đi thế mới phiêu chứ. Cái xe này càng chạy nhanh nó đèn càng sáng. Rồi lên đây. Để nó chạy quá luôn. Chạy theo cái đèn đi. Thế chạy theo. Ôi. Phải căn chuẩn để nhảy vô cái xe này rồi. Khỏi cần nhảy, khỏi cần đi qua luôn. Nhảy lên làm gì? Đi ăn à, không nhảy. Đi không. Xuống đi bộ, đi bộ. Là thơm, phải chạy xuống cao. Đi bộ theo nó. Chạy xuống đi bộ theo nó. Giờ căn chuẩn, nhảy qua. Anh nhảy, cứ kịp, anh nhảy chưa có điện. Thơm à? Thơm lắm. Nó đi trước một đoạn đấy. Ê, về con đây. Đó, rồi chuẩn rồi. Hả? Thế này biết không, chỉ mua coi. Đặng điểm thương.
Ôi. Cái đoạn này đi sao nhỉ? Đoạn đấy sao ra? Sao với tranh nhỉ? À, quên. À, đừng để... Đừng để cái xe nó đẹp. Sao lại chưa lại vậy? Kéo lên đừng để nó đè vào. Chạy nhanh lên. Kịp lại. Thuốc lá quá. Thơm cục kít. Chạy nhanh. Hết rồi. Bây giờ đến lần này nó có điện. Lần này á? Ờ. Lại để lại con. Lần này chưa được. Nhanh. Uầy, sao chạy kịp ta? Nhảy. Nó kịp, nhanh. Kéo lên. Ở tít đằng kia kìa, mình không kịp đâu. Mình đứng tận đây này. Để chết đi, để mình chết cho lại được. À, cứ làm vậy hết điểm đi đúng không ạ? Không có. Khi nào nó có xe có điện này kia nó sáng lên rồi. Không bị sáng rồi. Sáng rồi. Đây. Ngay. Rồi. Không kịp đâu. Mà chết từ đâu đi ra. Hay là trên này có cái gì đó? Từ trên này coi có cái gì không? Đồ ngu rồi. Ở trên này không đi được, toàn điện ở trên này thôi. Nhảy lên được. Sao đây đây? Kéo dây hả? Bung thử vào cái kia coi nó có chặt không? Kéo dây là tiếng gì hả? Khó quá. Cái này sao ta? Nắm gì cho chậm lại nhỉ? Đây rồi, mày còn lấy chỗ đen còn thấy không? Sao? Cái chuyện này đấy phải đi. Cái chuyện chứ cái được. Không được. Chết. Chạy gần tới đây con nhảy lên. Chết. Anh nhiên vẫn sống. Thì biết rồi. Tới đây phát nhảy lên chạy đi. Lại nhá. Nó gần tới đây phải chạy rồi. Đó. Đi nhanh. Đó, đâu kịp đâu. Kéo xa là. Cố lên. Kéo xa làm gì đó. Để chết đi. Giữ. Để lại. Đấy, từ đoạn đấy. Đúng rồi, để từ đó. Để từ đó thì bắt đầu leo lên. Không kịp. Mẹ ơi. Điên đoạn này là phải nhảy luôn rồi. Khủng long hả? Lên. Chạy. Kịp. Khó quá. Lấy gần hơn. Limbo, chạy ra chơi. Yeah. Rồi nào. Chạy ra chơi đi. Vinh. Cái lồn nó chạy nhanh quá. Cậu chạy ngược ra đây này. Cho cậu ba đẩy cái bánh xe này tới đây luôn. Thử lại nhá. Cậu đẩy cái bánh xe tới chỗ điện luôn. Ê, hình như tôi thấy kéo được cái này này. Kéo được không nhỉ? Được. Để xem mà. Màn này chấp nhận chết đi. Đẩy cái lốp này tới cái chỗ đoạn điện này luôn. Rồi sao? Cứ đẩy đi. Đẩy đừng để chân mình chạm vào cái trụ điện đấy là được. Rồi. Không, từ từ. Quay lên. Hiểu rồi. Đẩy cái này đi nha, cho mình đứng nhảy từ đây mình leo lên được. Leo lên nữa. Đẩy tiếp đi. Đẩy đừng leo lên cái đấy nữa. Không cần leo. Đi vô điện giật không cần leo còn bị ngủ à? Không hiểu à? Đây này. Không. Đẩy cho mình không leo. Mình đứng từ đây mình nhảy lên rồi mình chạy. Thấy chưa?
đẩy nó đi, đẩy 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 qua cái đoạn điện đấy, đừng có đụng vào điện là được, đừng có đụng vào điện, leo xuống đi, rồi chạy chạy đi. Đâu mình đứng ở đấy mình à rồi rồi hiểu rồi hiểu rồi, ai hiểu rồi hiểu rồi, mẹ hiểu rồi. Đừng có mình đứng có leo lên xe nữa. Chỗ này à, nhảy lên. Lại lại lại. Lên bên kia à? Đẩy tiếp. Rồi. À. Lại gần nữa. Rồi, điều khiển khó bỏ mẹ nữa. Quá bao nhiêu tiền rồi đây? 1 tỷ đó. Về? Một quá có 15 nghìn. Về hả? Hai mươi tiền. Mười. Về về. Có 10 nghìn. 20 chứ mờ mấy? Nhảy lên không ta? Nhảy cướp được. Cao. Nhảy được mày. Mày không thấy đầu nó chẳng có thanh à? Test thử đã, test thử. Lại gần nữa. Mẹ. Chỉ khó mà mẹ được. Toàn đứng yên lại. Còn đứng dưới đây này. Đâu có tới đâu, không tới. Ừ, thử lại đi. Đâu tới đâu, như bị ngu. Không thì cậu đẩy đẩy tát sát ra đây xong cậu nhảy lên. Đang nói kiểu vậy đây. Chạy chạy gần gần mép đi, chạy gần mép đi. Chạy gần mép đi, nhảy ra đâu. Phải chờ, nó đâm lên đây phát là có điện đúng không? Ừ. Đứng mép luôn. Thế là đẩy cho nó cái này lên cao lên. Yeah, chết rồi. Ôi qua bàn khác đấy, nhưng mà này không chơi được. Qua gì phải chơi qua bàn này mới qua bàn khác gì chứ. À, thanh niên nào có ý kiến ở đây không? Này này, có phải kế có sách cái lên này. Ờ, đọc lên. Cái lồn này khó nhỉ. Đây có kế có sách cái lên cho cái bánh xe nó mắc ở lại đó. Mà không mắc được. Thì cũng không lên được. Không? À hiểu rồi. Không phải hiểu. Nói chung là khó lắm. Đoạn này hơi khó để kéo lên từ từ này. Học rồi đã dốt rồi, cái này còn dốt thêm. Đang đi chậm, đang đi chậm, đang đi chậm. What the fuck? Hình như có một chỗ không có điện rồi à? Cái là nhảy đi kèm từ nãy giờ vẫn chưa qua. Hai lồn thì ghê vậy. Đấy. À. Đúng, tan được, tan được góc này không có điện. À, góc góc này không có điện đúng không? À hiểu rồi. Kể đi. Đấy lên. Đấy lên tí. Chỗ nào không có điện? Có hỏi vào chỗ nào không có điện. Cái bảng. Bảng. Yeah. Má. Gần tới, gần tới. Rồi nhảy luôn. Cái bảng này đúng không? Lại lại nha. Lại mép đi, lại mép đi. Vẫn cái vẫn có điện. Có điện hết mà. Cậu các cậu còn non lắm. Ở thanh niên. Mày bù qua đi đầu đất. Chết. Mất mấy giây để nó ra điện. Chạm cái là ra điện luôn. Bịt mẹ điện nó còn dư âm nữa chứ. Vậy sao mà ra? Bịt lồn xa lông. Thôi đây, lồn thế nào có điện? Khó quá. Lồn xa lông. Lồn xa lông. Không, à. Mình nhảy mình không cần leo ấy. Chạy nó đợi tối thời gian hơn. Leo mất mẹ 1 giây rồi. Còn thanh niên, các thanh niên từ từ đây, đây như cái này. Cậu cứ đi xuống đây đi, tớ tìm cái này. Cắn nó lại. Thì sao? Như này. Thấy không? Cái này đẩy xuống là có điện. Hiểu chưa? Thì sao? Thì chẳng phải. Cái này đẩy xuống có điện đúng không? Đẩy cái này đi. Đâu đẩy được đâu, đẩy xong lại lăn xuống. Cái làm gì kẹt lại chứ. Không mà. Ở đây có điện, đừng có đi qua đấy, đi qua đấy là dính điện. Bị mẹ nắm điện đấy. Thôi là tránh để mình kêu cô phải chỉ cho. Được không? Có gì kẹt lại chứ nhờ. Cái cây sắt con này đó tụi bay làm sao kẹt. Hay kéo người cái xe lại. Sắt này có làm gì được đâu.
cái sách ở bên kia kìa. Kéo nó lại này, có điện này. Không kéo được. Không, bây giờ lúc nào có điện không? Hay là bắt đun trên cái này, đun cái nhất này. Nên tránh xa nào, đừng có ôm ấp nhau thế, mẹ kinh quá. Hồi mẹ chục tiếng mới qua được cái đoạn này, cười. Đây luôn. À, đi lại từ đây không nhảy lên được. Đứng lại cho nó tắt đèn đi, đứng lại cho nó tắt đèn đi. Cho nó đứng lại tắt đèn đi. Để coi nó có điện không. Không cho lại được. Để nó tắt đèn đi ấy. Giữ yên nó tắt đèn ấy. Không được tới đâu. Dĩ hay là cậu đẩy cái xe đến một chạm một cái điện này thử coi. Không được. Thử đi. Bắt. Cũng chưa hiểu. Biết là nhảy thế đâu nhưng mà không được. Hay là nãy mình chạy qua chỗ kia mình có một cái bảng này này. Đúng không? Rồi, nhảy đi nhanh lên, chạy đi. Cái bảo sóc gì rồi. Nãy gần đến cái chỗ này rồi. Tuyệt vời lắm. Hai năm cái bảo sóc gì rồi. Phải giảm tốc độ lại chứ. Cút ba số không? À hiểu rồi. Hiểu rồi. Hiểu cái gì? Xong chết đi. Nói qua rồi. Xong chết. Phải đẩy nó lên cho nó lăn lên trên chứ. Rồi cái gì? Còn có một chỗ thôi mày. Nó nhìn thấy gì? Tối vãi. Đứng yên ha. Nó có gì sao? Đây. Từ. Lên đây. Để mãi mới chơi qua cái màn kia. Ơ, ở đây có điện. Kéo có thang rồi. Dám kéo nó bùi. Rồi, qua đây rồi. Ngồi rồi. Có điện này. Còn này tối thế. Biết không? Người ta mang nó, đúng rồi. Có tay bắt. Đúng rồi. Sao nhỉ? Kéo một thang lên. À rồi hiểu rồi. Đẩy cái này xuống đây. Đẩy ta bùi. Ê, ngu rồi. Đẩy xuống đây không mình nhảy vô. Tên. Mấy tên nghề tránh đâu ơi. Đủ hay đấy, đứng nhảy ai luôn, bắt tay phát hành, bắt tay phát. Đi. Bù nó coi, nó có cái tác động. Đừng kéo cái cầu dao luôn, từ đây chạy thôi. Không được, chạy sao được, không kéo sao chạy. Không kéo. Kéo vô dao, không cần kéo vô dao. Không chạy được, không lên được cái chỗ này. Kiểu như không đi được ấy. Rồi đi lên đây này. Chỉ thấy hai con mắt, còn mình không thấy gì. Cái này có đoạn này có cầu thang đúng không? Rồi lên. Ở đây có điện này, phải đi cẩn thận này. Rồi qua rồi. Đây có cái thùng này, kéo cái thùng vô. Kiểu gì có cái thùng rớt xuống. Ở đây, ở đây. Ôi, mày thấy cắt luôn thì mày chay này. Có cái gì này. Bao nhiêu người nhà này cho. Tối quá, đoạn này tối. À vậy đẩy xuống là nhảy nhanh không là nó chạy vô này. Đúng hai con mắt của thằng này đấy. Nhìn mắt chó. Đừng có tí chết đi, đừng bỏ đèo tí chết. Rồi xong. Ai cái chỗ này nó cứ lắc ấy nhở. Rồi. Rồi nhảy qua. Thôi cứ đá đèo nó còn. Trời khó nhở. Chỗ này có chỗ bên kia rồi, chỗ có hai con mắt sáng quá.
Cái này không bám được, không bám được là rớt. Không có đá đè này. Ok. Má cái đầu này cứ khó khó nhìn, khó chịu nhỉ. Có thùng kìa. Lên, đi lên. Không phải đi lên. Đứng cái đấy lúc này. Ê, không nhìn rõ. Tức quá. Nó chơi hẳn lại cái đoạn này luôn. Nó nhìn cái gì mới đâu quá chứ. Trời đây hẳn. Tối đen như mực. Cái giám cứ phải đợi bóng điện. Đi chạy đi. Cứ phải đợi bóng điện thôi. Chiếu qua rồi mình mới chạy được. Rồi qua rồi. Sao bóng điện nó cứ đi theo mình ấy nhỉ? Đâu, nó quay kiểu như nó quay không gian ấy. Hay là con đấy không phải bóng điện. Là một con cá. Ở đâu đâu? À cái thùng này. Nó kéo cái kia ra kìa. Đấy, nó kéo dài ra kìa. Đó, qua rồi. Qua rồi. Đến khi nào mới ra ngoài đảo ra rồi này. Không, cái này còn đơn giản lắm. Đã đảo chưa? Chưa, còn lâu. Bên dưới có cái tia laser rồi. Như đi qua tia laser là nó bắn hay sao? Qua tia laser nào? Mày. Không, đi qua là nó bắn. Bên trên có cái gì kìa? À, nhảy qua cho nó bắn sợi dây xuống. Đoạn này khó lắm. Nhảy xuống là bị bắn. Đi ngay đó đó. Chết chẹt luôn. Không biết chạy kiểu gì ấy. À leo xuống để cho nó bắn rồi đi. Nó được, nó bắn xa đến đây luôn. Chả biết làm gì ấy. À nhảy cho cái dây nó kéo tới thôi, để nó đứt cái dây thôi. Làm thế nào để đứt cái dây hiểu. Đúng rồi, hiểu cách chơi của nó. Để xem làm như này coi. Làm sao để nhảy quá ấy. Bắt cái này luôn. Lên khổ lên cơ mà. Để giật cho mày. Hay vậy thế nhỉ. Địt mẹ mày, đủ quá mày. Súng ơi, súng ơi. Ê, mừng rồi. Cho nó có bánh, tôi để nó xuống rồi còn đi lên chứ. Đi thế. Không, mình phải đặt cái laser trong cái xe bước xuống rồi. Mừng rồi. Bay chạy xong rồi bay chạy lại. Cứ lần xe đó. Để xem, từ. Mạnh mấy đó. Đây, hình như gần phá đảo được em rồi. Mấy màn nữa? Còn 3-4 màn. Tiến trăm phá đảo rồi. Hà nhớ được xóa luôn. Giờ làm sao để? Không chạy lên nó có chạy. Chạy lên nhảy lên luôn. Chạy được. Lên không được. Nó đi qua đến đây không luôn. Phải, chạy lên nó bắn nó có chạy. Nhảy lên xong đây. Nhảy qua đây luôn để cho cái sợi dây nó xuống rồi. Thôi chạy lên. Phải đụng cái xuống này này. Rồi nó vẫn lại ra là dè tiếp rồi. Qua cái xuống ở trên đã. Thôi. Đừng mất tí nhảy được. Tôi chạy người luôn. Không nhảy được. Mấy thanh niên này bảo không hiểu à. Đã hiểu rồi, đã hiểu rồi. Cứ yên tâm, cứ giao trách nhiệm rồi. Ở đây không biết phá đảo là gì đâu. Nhảy lên này, thấy không nhảy qua đấy. Mềm. Nhờ nhảy xuống nhảy lên. Thấy, nhảy đi đây. Nhảy xuống nhảy lên. Không quá, xuống không kịp. Đây. Cái này là... cho cái dây làm gì thế? Thế là mình chạy xuống dưới đoạn đồi này là nó che rồi ạ. Chả hiểu cái... À, qua cái... đoạn này hài não quá. Qua cái...
Có cái đoạn kia nó đâu có bắn nữa đâu. Lấy cái cây ấy. Lấy cái cây chặn lại kìa. Chạy sao kìa. Đấy cây này nó không bắn nữa. Nó bắn đến đây luôn. Qua cây thì bắn nữa. Cậu bị ngu à. Bảo bao nhiêu lần rồi. Cái dây. Vậy là phải làm cái dây rồi. Không làm cái dây gì ở đây hết. Thấy dây này không? Nó cho cái ly ra xuống thì phải có cái dây chứ. Ừ. Nó cho cái dây nghĩa là mình phải leo lên. Khiếp vậy. Chơi này ngu hết não. Đúng hại não. Thử nhá. Đó nó bắn. Biết ngay. Chạy qua đây luôn. Ừ, thôi. Cô đéo chạy qua đây còn đừng lại gì. Tao hỏi cô. Để thử coi. Đây. Rồi sao? Ơi, cái dây kìa. Tự nhiên không thôi. Rồi nó lại chạy lại mà. Nó đầm rồi. Tự nhiên không thôi. À, nó chạy kìa. Nó chạy kìa, nó đứng lại đó. Thì sao? Nó đứng lại, nó nhảy lên. Nó đâu có đứng lại đâu. Cái đoạn kia nó đứng lại kìa. Đứng cái mặt cậu ấy. Cậu thử lại coi, nó đứng lại. Cái gì đấy? Đó rồi sao? Cái dây cái đoạn nó có dây đứng lại. Đúng. Đó cái dây kìa. Nhảy lên cái dây đấy á? Ờ. Có bằng nhảy lên cái tim à? Thế ta bảo có qua màn này gì? Sao nhảy lên được cái dây? Nhảy ta test độ cao ở đây con à. À đứng từ đây nhảy được mà. Tới, một treo rồi chú, hai để cho nó hết đạn. Không hiểu. Ở cái chỗ đây này cho nó bánh bể này đi. À hiểu rồi, đúng rồi đấy. Nhờ thanh niên này biết rồi. Bánh bể. Hiểu rồi, cho nó bắn nát cái này này. Súng cho nó bắn nát súng rồi. Được, đúng rồi đấy. À đứng ngay. Tiếp tục. Tốc tiệt. Nó không nát thế. Đứng gần đây này. Rồi, ngon. Thiên nhiên. Anh nhớ thông minh. Đỉnh ấy. Chơi hết màn này mới bắt đầu phá lão lại từ đầu. Nó bắt đầu tỉa ngay đây này. Rồi ngon, qua rồi. Cho kìa, cái ông đập lưng ông ấy. À hiểu rồi. Mày hôm nay tao đoán từ nãy mà. Rồi thanh niên đoán từ đấy đấy. Thôi là nó cho cái chạy qua mà, có bên giường có điện này. Không có. Bấm vào cái này là có điện này. Ừ. Trời ơi, mày cái này tao mày đẩy cái đấy qua có điện chơi. Bấm xuống là chết. Từ. À, phải bấm để có điện. Điện cứ cục cướp. Hút lên mà. À hình như nhảy lên phát là được kìa. À đẩy lên cho nó hút lên. Hết. Thấy cái này không? Đúng rồi. Bấm đi, để anh thử bấm xem. Rồi thấy không? Nó hút lên này. Cái gì hút vậy? Chảy. Đi. Nơi mề. Phải đẩy cái thùng lên ấy. Từ. Mề quá đi. À hiểu rồi. Chắc đẩy một thùng qua một thùng vô. Đẩy đi. Mệt quá. Đi mình nhìn tinh à. À, leo lên cái đường kia đúng không? Nhảy qua luôn, chạy lên. Thanh niên lại còn chạy. Đành. Chạy qua đây luôn. Để khi nó rớt là nó hút vào đây. Chắc hiểu. Ê, nhảy lên đường trên đi, lên đường dưới em gì? Nhảy được nhảy đâu. Cho cái thùng này lên, à, cho thùng này lên đây. Sao này. Sao nhảy ở đây này, đẩy tiếp đi.
Con phải leo lên. Con phải leo lên đây này, đứng lên cái thùng ấy, xong bắt đầu nhảy qua cái này. Sao được? Sao được. Chuyện gì? Đó. Cái gì ấy? Đừng cho ngoài đâu. Giờ này, con cứ đẩy cái thùng này đi. Con đẩy cái này lên trên, xong rồi con leo lên cái thùng này, xong rồi khi nó lên ấy, con nhảy lên đây này. Để khi nó rớt ấy, cái thùng này giữ yên đây là nó rớt rồi. Nó lại không hiểu à? Tức không là muốn à? Đưa cái thùng này lên trên đây này. Ờ, đúng rồi. Người ta đâu để nhảy. Đưa cái thùng là đưa thùng lên trên đây này để trèo đến đây này. Ờ, nhưng mà con phải con phải chạy luôn. Nhảy xuống đây để mình không bị đè. Hiểu chưa? Đến từ nhảy lên luôn đi đi. Còn câu là đẩy cái thùng này xong câu nhảy lên trên này, xong bắt đầu cái cậu chạy lên đây trước là cái thùng nó cứ lên dần coi thùng này đè đây. Để tao hỏi mày. Ok, cứ lên lại đi. Đẩy tiếp, đẩy lên trên kia luôn. Lên trên này luôn á? Ờ. Em gì? Đến lúc nó chạy xuống mình có thời gian để mình leo lên này. Đẩy tiếp đi. Rồi, hiểu rồi. Thấy chưa? Ai hiểu rồi. Ờ, thanh niên giỏi. Thằng bạn rất là giỏi. Đẩy đi, đẩy cái thùng lại đấy. Để mình leo lên. Để mình giữ cái thùng lại mình đẩy lên trên. Em hiểu ý anh rồi. À, lúc nó rớt xuống là giữ nhanh. À, con chạy gì kia chứ? Đó, ngon. Rồi, thank you thanh niên. Thấy chưa? Ta chỉ đi ra được. Kê lên rồi, ngon ngay. Chỗ này hai não Thảo. Không. Kéo con thằng là kéo cái này đi lên. What the fuck, đi xuống này làm gì? Bấm nút tiếp. Để xem bấm xem có gì không. Bấm lại lên này. Đẩy nó xuống. Đi. Cái lồng này leo lên. À, nó không đứng ở trong này. Thành niên này mãi mới được. Đúng cái bọn chẳng nợ. Không hiểu, mình chưa hiểu cái thang đấy để làm gì ấy. Giờ mình hiểu cái chơi rồi qua nó nhanh không mà chưa hiểu cái thang rớt xuống đấy rồi. Nhanh cái thùng nó chuẩn bị nó đè này. Quan trọng đấy. Đó, nhìn mùi người ta chỉ thế này rồi. Đồ ăn tới miệng nhưng mày không nghe. Đấy. À, mình phải chạy nhanh trước khi nó rớt xuống để leo trên này. Nó chạy được bên trên chặn kìa. Tao nghi bên trên lên được thì nó mới để xuống cho mình khỏi đi. Đéo hiểu. Thật sự là mình đéo hiểu. Đâu cái dây này đây có cái nút kìa. Đâu phải nút đâu, cái đấy cả như đinh nó đóng lại. Hiểu không? Mấy thanh niên hiểu không? Cái kéo xuống. Giờ xuống. Cậu kéo này cậu đẩy nó lên. À, từ hiểu rồi, từ đẩy đi, đẩy, không, đây, từ hay là thế này ta. Từ lên đi. Sao đây? À, hay là thế này. Đi kéo cái thùng lại chứ. Sao? Tôi muốn cho hai cái thùng lên. Hoặc là mình để cho hai thùng lên. Chắc là cho hai cái thùng lên. Nhưng mình phải chạy nhanh để không cái thùng nó không rớt xuống. Thì có. Cái thùng kiểu gì nó cũng rớt xuống. Rồi. Bấm một cái chạy luôn. Cho kia lên trên này. Để xem kéo được cái gì ở đây. Nó mở cái này lên này. Không biết kéo, nó cho nó mở cái này lên này nhưng mà
Mình phải cho thêm một cục lên nữa. Nếu hiểu, không cho lên kiểu gì mới là cái vấn đề chứ. Vấn đề là cho lên kiểu gì. Cái thùng nó lên cho mình kéo nó vô. À tôi hiểu rồi, đây đây đây. Mình vẫn phải để cái thùng kia ở dưới. Nhưng mà cái thùng kia nó tự khắc nó lên. Đừng, đừng. Đừng. Đưa đồ ăn. Đây này Tiến ơi, mình đè cái thùng này xong rồi, cái thùng kia là nó đẩy lên rồi. Mình leo lên thang, mình kéo thùng kia vào thôi. Xong rồi mình bấm một cái nút nữa, xong mình leo lên. Đây nha, giờ nha, mình kéo thùng này lên đây này. Để làm gì? Lên! Xong rồi, là cái thùng kia nó ở trên này, nó bay lên rồi. Dạ. Tại cái này nó ở trên này mà. Kịp đâu mẹ, nhấn còn nhấn nhầm không? Có cái đúng vậy? À, hiểu rồi, hiểu rồi. Được chưa? À, thanh niên khôn, lại cũng là thanh niên vừa nãy chỉ rất là khôn. Vậy cứ mình chưa khôn được nó. Vậy tiếp ạ? À? Giờ mình kéo hùng lên trên. Hiểu rồi. Rồi nó xa rồi. Xong bây giờ lại xuống bấm nút một lần nữa. Cơ nó nhảy luôn, vừa chạy vừa nhảy luôn đó. Không vẫn chụp vẫn chụp. Nhảy đi Tiến. Kết hợp nhảy luôn đi. Thấy rồi. Tôi để gần gần đây để leo lên. Nó chưa đủ độ cao. Như phải hai thùng hay sao ấy? Không có một thùng rồi. Có tới, có lên tới ạ. À rồi rồi hiểu rồi. Tí nó đủ mình lên đây luôn. Mình nhảy qua nhảy. Đây này nhảy kim cơ, nếu không là nó đè cái thùng mình là mình gãy cổ mình chết. Thấy chưa? Tớ đã chỉnh tận tình rồi. 1, 2, 3. Nhanh nhanh nhanh. À nó chậm lắm. Đấy bắt đầu nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên lên lên. Ok, quay ngược người lại. Tớ bảo quay ngược người lại mà. Thôi làm lại. Đưa để kéo cái thùng ra, kéo cái thùng. Cái thùng nó vẫn đấy. Ừ, kéo kéo kéo. Xa hơn giờ. Nó đẩy đi mà. Tớ bảo phải quay người lại mà không nghe. Không phải. Nó chưa đủ cao. Chạy không kịp, mình chạy ở đây thì nó chả lộn xuống à. Đoạn này thôi đúng không? Đoạn này thôi. Đoạn này thôi. Cậu chết. À, được rồi đúng không? Đi đây. Dạ mà. Chị đã tình được rồi đúng không? Đúng là trăm đi chơi. Ê, mua con thuyền đúng không? Anh mua một. Không có rồi. Rồi quá. Đồ, quá đồ ba. Tất cả phải nhanh lên, mẹ lấy cổ mà. Ô, mà ly. Rồi sao trở lại rồi. Được vãi. Đúng đực. Để nó thế thôi. Sao game nó đéo lưu đoạn đó đi nhỉ? Càng ngày nó càng khó thì phải đúng không? Càng ngày nó càng khó. Đấy. Tiếp, đợi tiếp. Cái lốp này nó cũng bay lên này. Như câu tôi kêu từ nãy rồi. Thôi nó đứt luôn. Nó đứt rồi. Thôi. Đừng vỡ mồm nữa. Lên. À, nhờ. Thằng tân bạn này đâu. Lên đi. Bị quên. Phải có cái thùng mới lên được. Bị quên. Sao phải bỏ cái thùng này lên vậy? Không đủ độ cao rồi. Lên. Mình bị đè cái cổ này. Không bị đè. Anh là tôi nhanh lắm. Vừa lấy hai lần đều kịp mà. Bấm một hồi là cái sợi dây đứt rồi, đứt rồi cái này. Không đứt được, không đứt được. Không, đi mà em thấy mà. Không đứt đâu. Đứt là bay. Đứt là bay lên trên rồi. Rồi chào lên đây chờ há miệng kìa xuống.
gần vô. Đấy, đây, đứng đây, tiếp, tiếp. Rồi, kéo này, 1, 2, 3, kéo đi, kéo. Để đây cho cái này nó hút lên. Có một cái 500 ở đấy đó. Kéo cái thang xuống. Từ gần gần thôi. Sao nó rớt xuống rồi lại công cốc? Không, nó không rớt được. Đâu vậy? Đùn lại, tôi chắc. Rồi. Trơn trượt thế, cái này trơn quá. Thế rồi, thế rồi. Thang xuống cứ để như vừa nãy, cái này không phải được nữa. Ok. Kéo thang xuống. Đi chậm đấy. Kẹt xuống. Tưởng vập răng vô, vô đấy xong chết chứ. Vô để coi đi cho tao. Con đi mình con này. Mông chỉ là đập tao. Ok, 1 2 3. Lên là lên. Ui mẹ tay con bị mới. Tính lên đây cùng nó xin lỗi làm gì căng nhỉ. Em xin lỗi em vừa bị em đã bóp à vô đi vợ anh. Đây. Đây này. Ơ, em không tới rồi. Chết rồi. Ý là bẹp đầu rồi. Đã tới. Lại. Nhẹ quá ống hả? Rồi. Nó tự lên. Quá rồi. Bạn quá rồi bạn. Không, không? Hồ nó tự hút lên rồi. Biết là hút lên rồi nên quá. Cậu cứ để xem lần này đúng không? Chắc em cứ bình tĩnh. Mẹ cái đạn này tí được ra rồi thì em bẻ bẻ cổ chết chứ. Có cái kích. Hai người. Đúng rồi, chuẩn. Nghe. Ê. Trời ơi, không kịp đâu. Kịp hết. Không kịp. Bây giờ vẫn xa này, không kéo được. Vừa kịp vậy. Vừa nãy đoạn cũng gần như này. Cái trò này là trò gì vậy? Limbo, người tải trên AOS rồi. Nhưng mà AOS không có app bên nơi nữa. Khó quá, đoạn này phải lên nhanh thôi. Ờ. Thôi để đến đây. Rồi, được rồi. May quá, qua rồi. Chơi lại bắt khóc. Ốm là còn lên đây được bố con. Bắt đầu. À, bắt đầu thang. Bấm thang đi. Ê. Rồi, nó chui vô. Chui cái mặt cậu đấy. Ôi giời ơi. Mai mẹ đi mẹ chú cho mình cái bắt cú. Ok hơn. Có súng súng máy bắn. Súng máy. Súng máy để cho nó bắn. Được không? Súng máy đánh đứt dây rồi. Đừng có lại gần, đừng lại gần quá. Hiểu rồi. Cái này đơn giản thôi. Bắn luôn đi thùng chứa. Đơn giản thôi. Rồi, đơn giản quá. Cầu thang đẹp. Cầu thang chỗ này đầu tư đấy. Không, không cần lên quá đâu, lên một tí thôi. Rớt vào đầu vắt tóc. Vâng, lấy cái thùng này đang làm gì? Đưa à, quá đơn giản. Súng máy này nó có như này. Có nhà nó để cái đấy để chặn súng máy à? Đi đi trên máy. Tự nhiên này máy bấm rồi đấy. À. Kéo lên. Kéo cái kia lại. Kéo cái kia lại. Nó cứ làm như quay ngược màn hình lại chơi này. Không, nhấn cái nút này, phải nhấn cái nút bên này. Nhấn nút này để quay xuống. Biết rồi. Ừ. Đó. Đẩy cái cục này lên đây. À, đẩy. Cục này là cục cái này để lên đây, để nhảy lên đây này. Ừ. Rồi nhảy đi. Ai nói? Nhảy, nhanh lên nhảy đi. Nhảy. Là vỡ cổ đấy.
Không lên đâu, không lên. Chưa xuống. Phải cho cái cục này lên đây để mình leo lên. Đây này. Nhảy lại, bấm cái nút ở trên này lại, còn quay. Cứ bấm đi, nó tự quay lại mà. Không, lên đây đi. Bấm đi. Rồi nhá, giờ nói nha. Lên được đây rồi, sao lên đây? Đi, cứ để cái thùng này đi. Ừ, đúng rồi, cứ để cái thùng này đi, cứ để cái thùng này đi. Rồi, đi rồi, lại bấm nút. Bấm nút để mình bay lên. Mình đẩy cái này cho nó tới đây cho mình. Rồi, đẩy đi. Từ đẩy đi. Đẩy đẩy đi mẹ, đây luôn đi, đi ngược. Đừng, đừng đẩy đây, đẩy đây thôi, đẩy đây thôi. Chơi ngược luôn đi, đừng đẩy đây, không nhanh là đẩy mất đó kệ. Chơi ngược luôn đi, đừng chơi đứng, nó mệt quá. Mà tí nữa làm sao lên đây? Không xuống được. Hả? Đồ đây. Không à, đấy, đấy, kệ cứ đi ngược đi, kệ mẹ nó. Giờ dừng nữa. Chạy xuống được. Chạy bấm nút là cái này rớt xuống đây, xong bắt đầu mình chạy, chạy nhanh, thật nhanh rồi. Đây này, có cái này làm đà này. Không được đâu, không lên nổi. Từ từ đẩy cái chỗ này. Từ để nó chạy từ đây đó. Được nổi mà. Đấy nó dùng một đoạn này. Từ từ. Nó cứ để nó đi nha. Chạy hết cơ, hết cơ. Lên mà. Chưa lên mà. Ôi, để nó chạy ra đây mà không bấm nút chưa. Được chưa? Rồi đứng đây. Anh lên khôn quá. Đợi thôi, đứng đây thôi, được rồi. Đẩy nữa đi. Đẩy thêm một tí nữa. Rồi đấy, để ra không? Rồi. Rồi sao? Mưa nó không hồi nữa, nó nhảy nhảy. Nhảy lên rồi tí đẩy nó. Rồi rồi, rồi ra đẩy đi. Rồi ra đi. Rồi. Nói rồi nó nhiều quá thì nhảy tiến lộn đầu lên trên đất cho đứng nàng đâu mắt chó giờ. Từ từ khoan không bấm. Từ từ, đợi khi nào nó quay một vòng nữa để nó dừng lại nó bấm nữa. Bấm được không? Chưa được. Bấm gì tí á? Rồi. Thế còn lên cái gì? Nhanh. Có lên được đâu. Lên cái gì? Gãy này, đứng lại xem nó gãy này. Đoạn này còn hại não hơn nữa. Cái gì vậy? Đấy, điệu nhảy đùi ấy. Dễ hiểu đoạn này khó quá. Có nhiều là sô-cô-la ấy nhỉ? Thì kiếm thêm một cái thùng nữa coi. Từ. Đến giữa không có đâu. Cứ cho một cái thùng để chặn cái kia lại rồi. Dùng kia cũng đâu lôi lên đây được đâu. À tôi hiểu rồi. Ôi, hiểu rồi, nó cho lên một cái thùng. Đây, tôi hiểu rồi. Không không, cái hiểu đây không phải là để chặn súng máy. Để đó nó trôi lên rồi. Không phải. Không. Đi lên rồi, leo lên rồi, nó kêu rồi. Để đến là chung chơi cho xem. Mà được chơi kiểu gì hết tiếng. Em nhảy nha. Nhấn, quay, nhấn phát nào. Nhấn phát nữa là xuống. Đánh dữ à? Đổ nó đi, cứ đổ nó đi. Em thử ra tiếp này luôn. Không, để đâu rồi. Bấm một nút thôi. Đưa con nhảy cái gì? Con này, làm thế nào để lên đấy cơ? Khó đấy. Chỉ lên được cái đâu. Tài gì mà tài lão. Thế là bấm một phát nhảy qua luôn. Nhảy được anh niềm tin à? Cái gì đấy? Đây, cái này chỉ chọn màn thôi. Anh em à? Anh em nào giỏi não siêu nào ra chỉ bắt nào. Trên này nữa có cái gì này? Đó, có một cái đường ở đây này. Ôi, mai đúng được đâu, có đâu. Đường đó không qua được, không qua được. Hả? Mai chỉ cho cái thùng ra nặng luôn. Ngày mai tôi bình thường lắm mày ơi. Đi sớm à, trên này còn có một thùng nữa, tại phải có hai cái thùng thôi. Chắc chắn là có thêm một cái thùng nữa đấy. Tìm thử đi. Tớ nghi có một cái nữa đấy. Bấm một phát là chỉ lên một cái thôi. Nhá. Trên cành cây ấy. Cành cây là có một cái thùng nữa hả? Đúng một cái thùng thôi. Hay đi ngược lại nhỉ?
Đúng rồi, đi ngược lại. Úi giời ơi. Đúng rồi. Mẹ thằng nào. Cái này xong quá. Thôi ok, đẩy cái thùng ở bên kia qua đây thì mình mới nhảy lên đây được. Trời, tao bảo trên này cũng vẫn có cái. Tưởng thế nào chứ. Tưởng thế nào. Thôi mẹ, nó không có nói gì, nó không nói. Vậy tí nó xong ra đấy. Tí nó kéo lại sau. Lại. Mình lấy thêm hai thùng vải. Kiếm thêm một cái thùng thôi. Rồi ra đây em đi. Cảm giác như vẫn không thể qua được. Đấy còn nút ấn này. Thấy chưa? Tôi bảo lên trên đấy còn có một cái gì nữa mà tôi các cậu từ từ mình xuống cái thang máy đi. Đẩy cái thùng đừng để nó ra lên cái bề mặt là được. Để nó thùng nó rớt xuống này. À đúng rồi. Để cái thùng để thùng đây tí nó rớt xuống chặn súng lại. Mình phải chặn đằng kia chứ, nó súng ở tận tút đằng kia mà. Không phải súng ở đây đâu, không có súng ở đây. Chạy kéo ra đằng kia. Thế xong tí sao lên đây được? Tí bấm nốt cái thang ấy. Ờ đúng rồi. Xong rồi kéo cái súng, cái kéo này về chỗ cũ. Xong rồi đẩy vào bỏ vào cái súng. Đúng không? Rồi đây. Bỏ vào cầu, bỏ vào thang cho chặn súng. Cái này cái súng này nên chặn súng. Này kéo quá nó sao chặn được. Chặn được hết. Chặn được xuống. Xuống nhanh. Nhảy từ trên cao xuống cho nhanh. Đi bộ rồi. Hôm nay nhảy trên cao xuống gãy chân. Kéo cái thùng đi đi. Không đừng kéo, đừng kéo. Phải kéo đi chứ. Tí lấy cái thùng gì chặn cái súng trên cầu thang. Ờ. Đúng không ta? Mình cứ làm lại tính sẵn hết rồi, IQ cao người ta tính trước hết rồi. Cô đi về đeo đưa cái thống cao chân. Rồi kéo này xuống này xong đẩy qua. Đúng không? Ờ, nó xuống bằng rồi ta. IQ kém như mày không hiểu nghĩ ra cái này được đâu. Được rồi, lên, khoảng lên. Lên được chưa? Bình tĩnh. Đó. Để nó gần qua đây này. Để tiếp đi, để gần con cần tiếp. Ôi mẹ. Ê Việt ơi. Rồi. Không nhảy đến lúc đấy mình nhảy qua kia được mà. Nói chung là bây giờ có ý tưởng, tao có ý tưởng. Rồi thanh niên, cảm ơn thanh niên nhá. Quay về cũng phải bỏ tiếng thôi tại vì nhiều người. Tớ quay hết rồi cái này. Ok, để cái thùng lại. Vâng. Ôi. Chết. Thằng nào chả chết thì kệ nó đi. Tại khó hết đấy, kéo quá là gì. Khó quá. Lần này nhiều bấm nút quá, thằng này bấm nút nhiều quá. Quên. Đi chết. Gần được rồi. Kéo đẩy rồi. Ê! Xuống luôn. Đẩy vô. Đưa được lên. Lên. Ghét như cái đạn lồn. Bấm nút. Bấm nắm thật. Dối, hồi dối. Mình chỉnh trước đã rồi lên. Để nhẹ nhẹ thôi. Con ơi. Cứt. Thôi chết đi. Chết đi. Không kéo lên. Thank you.
Ok. Rồi. Không ăn thắt đúng không? Qua được không? Rồi. Rồi. Ngón chim. Qua rồi, qua rồi. Giờ cho tao hỏi làm sao để cho có thể đi. Đây. À xong tí chạy chạy qua kia là tí nó có cái thùng. Thùng này nhiều dùng. Ôi, chết rồi. Dùng nhiều mục đích nhỉ? Tớ đã bảo có hai cái thùng mà có không tin tớ mà. Không tin bạn bè đấy ạ. Máy được mình ná này, ná ló tường rồi. Ông ơi, để nghĩ lại coi. Cái tí chạy qua lấy cái thùng kiểu gì nhỉ? Bấm nút. Hai cái thùng đều lấy qua được. Kiểu bấm nút đi. Đấy, tôi chỉ là cứ bấm nút đi. Không, bấm nút đi. Bấm nút cái thùng phải đặt đằng kia thì mình mới nhảy qua được chứ. Ờ, ok. Mình trèo qua cho mình lại lấy lại rồi. Được không? Thầy không có đẩy qua đi tí thì chỉ xong. Đây, đặt lên đây. Nhưng nhớ để cái thùng ở gần đây này. Đấy. Này bao giờ nó rớt xuống đây này, nó rớt xuống đây xong mà mình đủ cái thùng qua đây là mình lấy được cái thùng qua đây. À đéo được. Đéo được. Nó nhiều lắm. Mình đâu qua đây được đâu. Có đập phá. Thế là cái dây này. Thôi đây đi đi đi, cứ để thùng đấy đi, cứ để thùng đấy đi. Đẩy thùng lại lên đi. Rồi, đi đi. À, nhảy qua đây leo được mà. Nhảy qua nhưng mà phải tránh cái súng rồi. Cứ đi tiếp đi. Giờ lại xuống. Xuống đi. Khó quá. À, xuống xuống, tao biết cách thế thùng rồi, xuống đi xuống đi. Xuống rồi, xuống luôn. Tránh cái súng máy được. Nó cho một cái đạn mót này để súng máy nó không bắn chúng mình ấy. Thấy chưa? Rồi. Bắn xuống. Này cái thùng rớt xuống đây rồi này. Thùng này rớt đây chứ. Thùng rớt xuống đấy thì. Hay là phải hủy súng máy này. Rồi. Nghĩ. Ok, hôm nay tôi chơi đến đây rồi nhá. Chơi cũng khá là lâu rồi. Nghĩ lão ra hai cái màn rồi. Ok, bye bye, see you again. Anh em nhớ theo dõi những video tiếp theo của tôi nhá.